Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình được mấy con gà tre, mình mần gà tre hấp tỏi. Sẵn đây mình chia sẻ với các bạn cái món gà tre hấp tỏi thôi. Giờ mình đi làm thịt mấy con gà. Sau khi con gà mình làm sạch, mình để ráo nước rồi. Phần tỏi mình đã bóc vỏ rồi, hành tím, gừng. Cái này lá chanh chút của các bạn, lá chanh chút là nó có cái nó y như hình số 8. Lá chanh chút này thì hấp gà nó rất là thơm. Sả mình cũng làm sẵn rồi, và tỏi với hành tím mình cũng băm sẵn rồi. Bây giờ mình làm cái nước sốt để mình ướp con gà. Mình cho con gà qua bên đây rồi mình làm cái chén nước sốt. Bây giờ trong cái chén nước sốt ướp gà này á, thì mình cho vào đây khoảng một muỗng tỏi, hành tím, đường. Mình cho vô con gà của mình là một muỗng dung đường. Bột ngọt thì mình cho một tí xíu đầu này thôi nha các bạn, một tí xíu bột ngọt thôi. Còn hạt nêm thì mình cho một muỗng hạt nêm. Nước mắm mình cho vô một muỗng nước mắm. Còn cái phần tiêu đâm sẵn thì mình cho vô chút tiêu cho nó thơm. Chút xíu tiêu cho nó thơm. Rồi, mình trộn đều cái này lên là mình ướp lên con gà. Rồi, mình trộn cái nhiên liệu này lại mình ướp lên gà nha các bạn. Cái nhiên liệu nó bốc mùi lên rất là thơm. Cái này các bạn có bao tay, các bạn mang bao tay vô rồi mình ướp lên, mình thoa đều con gà mặt trong mặt ngoài rồi hết, cho con gà mình nó thấm gia vị đều. Rồi sau khi mình ướp con gà xong thì mình để khoảng nửa tiếng nha các bạn, hoặc là ví dụ như mình có gấp thì mình để khoảng 20 phút cũng được, cho cái gia vị này nó thấm vô con gà rồi mình mới đi hấp. Bạn có bao tay thì các bạn mình thoa vô con gà nó nhanh hơn. Còn mình làm gì thì nó cũng tí cho đều nó cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Cho tất cả các nhiên liệu nó đều cái phần trong với ngoài con gà hết nha các bạn. Phần trong mình cũng tha luôn. Mình lăn cho nó đều gia vị cho thấm hết. Sau khi con gà mình đã trộn trở qua trở lại cho nó đều, nó thấm hấp gia vị rồi, mình để qua một bên, mình để khoảng nửa tiếng.
Rồi, thời gian chờ đợi con gà thấm gia vị thì mình đi đập dập cái phần tỏi, xả, hành, sắc lá cái phần gừng với sắc nhuyễn cái phần lá chanh chút. Sau khi con gà mình để cũng đã khoảng 20 phút rồi. Các nguyên liệu mình cũng đã làm sẵn rồi. Hành mình đập dập, tỏi mình cũng đập dập, lá chanh mình cũng cắt miếng rồi, gừng mình cũng sắc rồi, xả mình cũng đập dập rồi. Bây giờ mình cho con gà vào nồi để mình hấp. Và để cho con gà vào nồi mình hấp thì trước tiên là mình cho cái phần xả cắt khúc vào. Mình để xả cắt khúc ở dưới để cho con gà mình để lên nó không có bị dính với cái đít nồi của mình. Mình cho một mớ tỏi băm. Hành tím. Gừng. Rồi, mình cho con gà đi. Mình sửa cho con gà mình nó nằm xuống cho mình dễ hấp. Hai cái giò con gà mình cho vào luôn. Rồi mình cho lên là một mớ tỏi. Hành. Gừng. Mình chia cho nó đều đều ra. Rồi, lá chanh mình cho lên luôn. Cái phần nước sốt hồi nãy nó còn đó, mình dưới lên con gà luôn. Sau khi con gà của mình á, mình hấp nó cũng được khoảng 20 phút rồi à. Bây giờ mình trở bề nó lại, mình lật bề nó lại đang cho nó chín đều. Con gà một con gà mình hấp nó vừa chín nó sẽ ngon hơn, còn mình hấp nó chín nó mềm quá con gà nó mất ngon. Đây mình trở về nó lại. Thành quả cuối cùng của mình, món gà tre hấp tỏi mình đã hoàn thành rồi. Mình tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau và những món khác. Mình chào tạm biệt các bạn, chào các bạn.